trở lại sân vận động Hàng Đẫy sau thất bại cuối tuần trước. Thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương sẽ có đấu pháp như thế nào trước câu lạc bộ Hà Nội? Quyết tâm giữ lại 3 điểm chắc chắn là mục tiêu hàng đầu của câu lạc bộ Hà Nội ở thời điểm hiện tại. Cùng chờ đợi câu trả lời cho cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Hà Nội tại Hàng Đẫy 19:15 ngày 24 tháng 2 trực tiếp trên VTV5.